cha mẹ thương con biển hồ lai láng vậy hả? Ừ. Câu đó chú được không? Mà con nuôi cha nuôi mẹ tính toán tới ngày. Không, mà chú lắm còn sống dài lắm. Dạ. Cái thứ nhất thứ nhị đó, ngày nay có ngược lại giúp mà. Có thấy cho tiền, rồi nọ tao nó giúp rồi. Nhưng mà không ngờ này chú lại cho cái này nó giúp này nữa, là cái này mới thiệt tình, ông nói chính xác rồi. Ông nói biết trước con là ở đây luôn. Ông có nói hồi sáng mà. Ông nói nhà chú kiên cá hả? Dạ. Chú ở với ai? Mình ở nè. Mình ở hả? Ủa làm gì ở ngay chỗ cây trứng cá? Tại do đó trước ở đó làm cái chỗ đó rồi chú đất ta đuổi mình về đây ở. Ờ. Dạ. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 76 tuổi rồi. Chú 76 tuổi hả? Con cái chú đâu? Thôi đừng nói con cái nè. Ôi sao vậy? Rồi lũng củng nhiều chuyện. Ôi giời. Nhà chú ở sau lưng ấy hả? Nghe lắm, tao chú đó. Dạ chú đâu? Hả? Dạ chú đâu? Trời ơi, thôi hôm nay là 40 năm rồi. Ờ, hôm qua con cũng gặp chú ngồi đây nữa. Dạ. Ngày nào chú cũng ngồi đây đúng hả? Đây, hôm tao qua cái đó. Dạ hả? Rồi, hằng ngày chú làm gì chú sống? Ở đây là có bác thì sẽ cho này cho kia. Ngồi đây tao cho gì ăn đó hả? Ờ. Trời ơi. Nhiều khi tao cho tiền, rồi nhiều khi tao cho bánh mì. Cho sâu ú tùm lum. Ồ. Chú sống ở đây bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi. 3 năm. Thứ này chú sống ở đâu? Bên kia hả? Rồi. Ấp Nhân Hóa dưới. À. Chú không có nhà cửa vậy hả? Không. Sống có mình à? Mình ơi nè. Sau lưng bụi cây này đây. Đó, ngay cây gốc cá đó đó. Ồ. Vô nè. Ở đây là xã gì chú? À, xã Lạc Thôn, thị trấn Cơ Côn. Quyện? Quyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ồ, chú gần chứ ha? Vậy chứ ở đây rồi nhỏ lớn, mà không gần nữa. Này tụ gặp Ninh Trân. Dạ. Thì không có nhà cửa gì luôn? Không. Ở vậy là không có nhà cửa là bao nhiêu năm? 3 năm rồi. 3 năm. Rồi cái nhà sao bự không? Hả? Cái nhà ngoài sao bự không? Trời ơi, mình che nó đóng cao su vậy. Cho nó vừa cái mục mình thôi chứ không có gì đâu. Chú có ghiền rượu không? Có ăn rượu mà bỏ rượu. Ừ. Nó lặng là mình uống thấy nó cũng không tốt gì đâu. Chú 76 tuổi hả? 76, 1945 mà. Sinh năm 1945, 76 tuổi rồi. Ồ. Mà cũng còn đường đường đóng nha. Ồ, vẫn còn khỏe ha. Vì tao tập thể dục đi hoài mà. Dạ hả? Cái tuổi đời nó vậy là mình cũng được mừng lắm mà. Dạ. Có cái ông nó qua đây ông cho 50 ngàn với cái ổ bánh mì. Ờ. Ông chắc cũng mà tướng lên tướng xuống nhưng qua ông dòm dòm. Nó tướng mạng đó chú còn sống dai đó. Mà có người để giúp cho chú nữa. Mà thiệt, ngày nay 2-3 người. Vậy hả? À, ông nói hay. Coi số ha. À, ông dỗ, ông dỗm ra, ông nói nha. Ai cho chú gì chú ăn đó hả? Ừ. Rồi chú dẫn con vô nhà chú được không? Được. Mình tưởng đâu là chú không bình thường nhưng mà chú rất là bình thường của bác với anh chị. Dạ. Đi bắn ba giờ. Chú tên gì? À, tên Nguyễn Hồng Việt. Ồ, chú sống như một cái người gần nuôi sao trứng cá này trời. Ghê vậy? Đó. Giờ này là 6 giờ mấy rồi? Ừ. Giờ này là mấy giờ rồi? Được rồi. Trời ơi. Con nó đưa điện thoại nè. Thằng có gì nó 6 rưỡi rồi. 6 giờ 21 phút. 6 giờ 21 phút. Ừ. Chú sống đây mưa rồi sao? Đâu lại mái che chú ơi. Cô bác của anh chị thấy nè, sao một cái lùm cây rác này ghê vô. À, một cái lối đi nè. Sống che một cái miếng bạc này đây. Ờ. Trời ơi. Nó vậy đó. Rồi chú ngồi đây đi. Thì cái giỏng của chú đây hả? Dạ. Ờ, chú ngủ. Cô bán ta cho, có đâu. Đâu đâu đâu, chú dở này ra cho con coi ha. Này có gì đâu. Trên đường mình à? Từ Trần Đề về Kế Sách của Sóc Trăng á. Ờ. Dở dở coi coi chú. Quần áo hả? Đâu, chưa, con chưa coi mà. Quần áo.
Nệm. Có nệm luôn kìa. Nệm cà cho. Ở bên đây là một cái miếng cái bạc. Chú biết là có người dạy bữa có người giúp luôn hả? Sao biết? Tại thì cánh bữa hai bữa có người cho. Cho nhiều không chú? Lận năm sáu chục, nhưng có cả trăm nữa. Rồi cơm gạo rồi sao? Mình có bếp ga nữa, nấu quá. Bếp ga đâu chú? Hả? À, chú để trong đó đó ha. Này là gì chú? Quần áo đồ đạc thôi à. Quần áo đồ đạc. Mưa rồi sao ở đây chú? Mưa rồi sao? Thì đó vậy đó. Trời mưa thì nó không có vô đây mà nó vô mấy góc mùng mà. Nó cũng mình cho nó ngoài cái này hết rồi. Đâu chú cho con coi rồi. Chú dở lên cho con coi với rồi. Nè. Đó. Ồ. Vậy thôi có gì đó. Chú sống ở đây là 3 năm hả? Rồi chỗ kia chú sống ở chỗ nào? Ở dưới ấp Long Ninh chứ. Ừ, có nhà không? Khu mà văn quá. Có nhà không chú? Có, nhưng mà lủng đủng gia đình vợ con này nọ chứ còn con cái ú lu bu quá thôi đi. Nó lên rước quá vậy mà không về được. Chú mấy đứa con? 7 đứa là gã cứ hết rồi. Dạ. Con lớn nhất của chú nhiêu tuổi? Hả? Con lớn nhất nhiêu tuổi? Ngọc Dân sinh 100 qua để coi ha. 75 76 nó sinh 1976. Rồi thằng kế đó sinh 1977. Rồi từ đó sao cách 23 4 năm mới có đẻ đứa. Mấy trai mấy gái chú? À, hai anh trai, năm đứa gái. Trước đây chú còn trẻ là chú làm cái công việc gì? Cũng như đào vừa mà đất mướn rồi cho người ta, họ dắt mướn. Rồi đi sửa dừa. Sửa cây cảnh ha, sửa dừa ha. Sửa dừa, chợ cũng cây chính sửa cho. Sửa dừa. Ừ. Rồi dắt mướn. Dắt mướn, đào mướn cho người ta luôn. Dạ. Đào đất lạc này nè. Đào lành cái mướn cho người ta đó. Ờ. Con cái chú có nhà không? Hả? Con cái chú có nhà không? Bây giờ nhà đứa nào cũng có nhà cửa thôi. Ừ. Còn vợ chú còn sống không? Còn sống hả? Dạ chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Nó nhỏ chú 5 tuổi đó. Nay nó cũng hàng 6 mấy rồi, 70 vậy. 71 rồi. Chú là 76. Chú tên gì? Nguyễn Hồng Việt. Việt, chú Việt ha. Là chú ngồi ở trước đường như hoài đúng không hả? Thì bên đây, không có bên đó, đó mà đây rồi. Nếu mà trời mát ngồi đây, trời nắng qua bên kia. Ờ. Bên nhà có 4 cây. Ngồi ngoài đường mấy năm rồi chú? Thì vậy đó, ở mấy năm thì vợ ngồi vậy mấy năm đó. Không đi sinh luôn? Không, không có sinh ai hết ạ. Không sinh ha? Không. Ai cho gì ăn đó không đi sinh? Không. Con cái của chú có cho đồ chú không? Cũng có, nhiều khi nó cũng cho tiền cho rồi vậy. Rồi Tết kia rồi là chú ở đâu? Đấy. Chú đây luôn? 3 năm ở đây mà. Con hỏi thiệt chú nè, lát nữa con giúp đỡ chú một phần nào. Rồi. Sao chú buồn gì mà chú ra đây kia, chú trả lời được không? Nó không có gì hết trơn. Một là cũng vợ con. À, thứ hai là dâu con, rồ rễ, còn lâm la đủ chuyện. Ừ. Nó vậy thôi chứ không gì hết. Rồi buồn. Đi à. Thì nó năn nỉ rồi không. Ở chỗ này có không bao giờ về, không có chết chỗ này cũng nhà nước lo. Vậy là giận con cái hả? Dạ đúng rồi. Sao cơ chú không ở với lại vợ chú? Sao nay là 40 năm rồi mà. Ờ à, thôi 40 năm. Không có vợ luôn? Không. Trời nghe đồng bà về sợ thứ mẹ. Sao sợ? Gặp một bà rồi mình sợ thứ một nội. Ừ. Bây giờ mình kiếm bà nữa để làm gì? Dạ. Thôi thôi. Thà là vậy để cô bác cho mình ăn mình sống. Con nói thiệt với chú ha. Ừ. Hồi nãy con chạy xe ngoài đường á, con gặp một cái người ngồi, hôm qua con chạy ngang con cũng gặp chú ngồi bên kia. Ừ. Thì con tưởng đó là một người là vô gia cư, là về cái vấn đề mà tâm về thần kinh á. Không ổn định, nhưng mà con lại con sợ. Con tiếp cận con sợ, nhưng mà gặp chú thấy rất là hiền. Thấy chú là một người rất là có học thức cao. Dạ, đúng rồi. Mình nói chuyện cái gì nó phải ra nghiêm túc. Nói chuyện cho tôi không chuyện. Dạ. Mà tôi nói cô bác nào cũng vậy, nó một của một hai hả? Bởi mình nghèo cho sạch, gách cho thịt cơm. Đừng nhau quế, mà đừng
vô bằng cái gì mà đừng có tham lam, có người ra cái gì hết. Ừ. Bởi vì mình ở phải trời đại không hết. Dạ. Bây giờ chú có ước muốn gì không? Muốn gì vậy? Phải có tiền bạc mua miếng nhỏ nhỏ chừng khoảng 4-5 thước tay cái mình cất cái nhà đơn giản thôi, mình nở thôi. Nhà kiền chế cũng được đó. Nhà có đất đâu cất? Mình mua. Tại bán đất thiếu gì? Mình mua mấy thước mà bán mấy thước. Dạ hả? Nhiều mét? Theo tôi biết là chu vi cái nền nhà đó là khoảng 5 mét chạy dài qua là 18 thước đó. 500 triệu. Ồ, ghê quá. Ừ. Vì đất này đất nó trong hậu. Ồ, con nghe chú nói nó việc mà nó nói là một người rất là hiểu rộng. Nhưng mà chú biết rồi chu vi diện tích rồi ha. Ngày xưa chú cũng làm ăn khá mà. Sao? Chưa thì nó thẳng là nếu mà không mần ăn mà không đủ cho mà sống gia đình thì bầy con này xong mà nuôi nổi được. Chú nói đúng ha. Vợ tôi thì đang ôm con nhỏ, có anh tôi mà trải nuôi được có 7 đứa con rồi, chú thấy thế nào rồi. Đang mình chú lao động nuôi 7 đứa con. Mà không thiếu một ngày nha, không có đói một bữa nha. Vậy sao chú không kêu con của chú cắt cho chú cái nhà tiền chế cặp bên? Con trai thì còn con gái, còn con gái thì có con rể. Có quá nó giúp mình 1-2 triệu bạc là dữ lắm rồi đó. Đó là mà chưa chắc gì có cái mức độ nữa. Giờ 300 có. Chưa cái nào cho đến 1 triệu hả? Chưa. Hồi đó giờ luôn. Đúng rồi. Chú nói nghe cái câu giống như mà cha mẹ thương con biển hồ lai láng vậy hả? Câu đó chú được không? Mà con nuôi cha nuôi mẹ tính tháng tính ngày. Chín mươi hả? Bởi vì hôm đó ở đây nè, ngồi cũng vậy đó, giác này nè, có cái ông ở trên nhà máy giấy cho nó. Dạ. Con xuống đông ăn nhậu này nè. Ừ. Mà ổng với ba đứa nhỏ gái là con như là tủ quỷ rồi kế toán rồi có ổng á. Cái con cài này là hả? Rồi cho nó này. Rồi cái biết không, thấy con ngồi ổng ghé lại, ổng thắng xe lại. Con xuống cho tôi 700 ngàn. Rồi mấy nhỏ kia nó cũng cho đứa mà vào trăm cũng là 2 triệu mấy. Dạ. Thường một chuyến một của tôi tới giờ. Dạ. Ngày chú xài bao nhiêu tiền? Trời ơi, mình vừa ăn vừa thuốc hút 50 ngàn bạc là chết mẹ rồi. Ở đây là của bác quân trị. Sao một lùm cây bụi muối không? Ghê á. Không, đây gì ít bụi. Ít bụi hả? Rồi chú tắm rửa ở đâu? Qua phía mương bển, em bển đó. Tắm dưới mương? Múc nước lên bờ tắm. Em ruột hả? Em bà con. Giặt quần áo cũng quanh đó giặt. Dưới kinh nó khô gan mà giặt gì. Lắm gì. Mà không dám tắm nữa. Hai bên là nhà cửa xài rồi nó cứt nó xuống rồi. Xuống nó cái tắm xà bông. Chú sao giặt đồ cũng quanh kia luôn hả? Quanh đó còn. Cái đường này là chú tự dọn hay sao? Hả chú? Cô bác của anh chị thấy bình thường đi ngang đâu có ai biết đâu. Không đâu. Nè thấy một cái ông cụ nè ngồi gì nè cô bác của anh chị. Mà ngồi ở dọc đường luôn á. Đúng rồi đó. Mày ước muốn nhà này chú còn có ước muốn gì nữa không? Ước muốn thì có nhiều chuyện ước muốn. Nhưng mà có con cái là trước mắt mình mua được cái miếng đất nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Bề ngang nhiều khoảng 3 thước hay 4 thước, chiều dài chừng 5-6 thước. Nhiều lắm mình cất lên cái nhà mình ở được rồi. Dạ. Kính mương cây nắng rồi. Cái điều kiện thứ hai đó là mình không có tiền để lên lấy giấy số mà đi bán bậy nó ngày 100 vé mà cũng được 100 ngàn. Nó đơn giản vậy đó. Nhưng mà thấy mình đi mình già cả vậy người ta không ủng hộ chứ đó. Theo tôi biết chú vừa muốn bán giấy số hả? Nhưng mà giờ giấy số giờ lấy tiền mặt không chứ đâu có lấy tiền triệu được.
chú lấy bán ngày 50 đờ là cũng được rồi ha. Trời, mất công mà đi cũng mẹ chơi cho mẹ 100 tờ. Chơi mẹ 100 tờ. Ờ, 100 tờ anh dặn cọc nó 5-600 ngàn hả? Vậy hả? Ờ. Bây giờ ước muốn với số không muốn đi xin ai hết. Không. Biết phát hồi nào giờ vậy sao? Vậy sao hôm trước người ta cho chú tiền mà chú không lấy số bán. Nó ngày cấp đó tôi nói nghe là tôi cũng mình cũng còn kẹt thiếu tiền tiệm tiền quán người ta. Dạ. Năm trước trả sau. Dạ. Rồi trả gòn nó không còn bao nhiêu. Dạ. Cái mình mua mì mua này kia về đó mình nấu mình ăn nè. Dạ. Vậy thôi chứ đâu có dư giả đâu mà tao lấy số. Dạ. Đó là nó thiệt tình đó. Ê, trả tiền tiệm tao hết chưa? Rồi dứt rồi. Dứt hả? Rồi bây giờ chỉ là muốn bán vé số thôi. Rồi. Một cái máy số, hai là có số tiền mình mua. Chu Duy cái là nhà đất cái nhà tiền chế thôi vậy rồi được rồi đó. Không nhiều ngang gì giống ba thước năm vậy đó. Chờ đợi sao chừng 4 thước nữa rồi vuông vuông vậy được rồi. Mà mưa nắng nó không bị dột bị sạt đó. À, chú vậy sao không chú không xin nói với con mình coi nó cho không? Trời ơi, nó nói nãy giờ chú không hiểu không? Ờ. Giờ thằng còn con cái còn không? Con dâu. Dạ. Con gái nó bị thằng rể. Ừ. Nó đủ con chuyện chứ. Dạ. Thành ra nó cũng muốn giúp mình. Nhưng mà giúp nó thì vợ nó cử. À. Con gái mình giúp mình thì chồng nó la. Mà nó gấu đó. Không được. Không được ha. Tự mình làm cho mình làm đi. Buồn đời giống không vô? Buồn dữ không? Cũng không buồn gì, biết cũng quen rồi. 3 năm trời rồi, còn những nó buồn. Dạ. Yeah. 3 năm rồi ha. Ừ. 3 năm trời mà sống cái cảnh mà che dưới một cái tấm bạc cái này. Màn trời chiếu đất này. Màn trời chiếu đất luôn ha. À. Rồi có nhậu không? Nhậu nhiều không? Ý nó chú đi tiệm quán là chú nhậu nhiều không? Cấp trước thì nhậu dữ lắm. Mà bây giờ thì nửa lúc tôi uống ngày một đêm. Có thể là một đêm sau là mấy hết. Em chắc gửi con mua nè. Rồi, chú đưa con coi coi. Ờ, à, nhậu dưới gì? Tại có dùng nấy à. Nửa lớp đó nhiêu tiền? 10 ngàn. 10 ngàn ha. Đó, mà uống từ hồi nhóm mơ giờ mới có tới đây nè. Dạ. Buồn uống hay là nhậu hồi xưa giờ? Không. Mình ngồi mình ăn mình thấy buồn quá. Dạ. Uống cho nó đỡ buồn. Nhậu lên mình buồn. Không ít lòng hết. Không biết lòng ai hết hả? Đúng rồi. Uống mình ên, có bạn bè gì không chú? Không. Không luôn hả? Bây giờ tới tuổi giờ có bạn thân là có chí cốt ngày xưa giờ không? Có thiếu gì nó chết mẹ nó trơn rồi. Trời ơi. Tuổi nhỏ nó chết trước phải không? Vậy là chú mạng lớn, phước lớn rồi. Không, đám ma nào tôi không đi. Nhỏ tuổi tôi không? Nhỏ khoảng 10 tuổi. Mà con thấy chú 76 tuổi mà sao chú khỏe hả? Trời ơi, có vậy chứ mình cũng đi tập thể dục. Cái này kia nó trong co ấp mình nó nói hoài con nằm ngủ tối ngày chứ ngồi này nó cũng riết liệt luôn á. Tôi dám đây tôi lậu tới trên ngã tư anh chú tôi biết không? Chú là người Kinh hay Khmer? Người Việt Nam mình, người Kinh. Người Kinh hả? Bạn thấy quyển kế sách này người Khmer nhiều. Ở dưới Vũng Phâm. Dạ. Dưới trại chợ Sóc Trăng. Dạ. Là ba người Miên có mà hai phần Việt. Ngày xưa là làm đủ nghề để nuôi con hết ha. Đúng rồi. Bây giờ là con không nuôi lại. Từ đó tôi đi đặt chấm nhiều tù đủ thứ lắm. Rồi gặp thì đặt cái bóng dừa nữa. Ừ. Này thôi. Bây giờ hiện nay chú còn nhiều tiền không? Hả? Hiện nay chú còn nhiều tiền trong túi không? Còn 20 ngàn nữa. Đâu cho con coi với rồi. Đừng nó mất nha. Mất luôn hả rồi? Ừ. Nhớ còn gan mà. Đó. Rồi bây giờ như thế này rồi. Chú khổ mà chú không đi xin. Không.
ai cho gì ăn đó. Đúng rồi. Bây giờ chú ước ao nhỏ nhất là có tiền bán vé số đúng không? Ờ. Rồi lần sau con gặp chú là chú bán vé số nha. Chú bán vé số ở đây hay là chú đi bán? Bán từ ngã tư bán dài đây nè. Ừ, chú Việt. Chú Việt phải không? Ờ. Ở đây vòng vòng ai là cũng biết chú đúng không? Tới ở dưới kia cũng biết. Tại sống nhỏ lớn ở đây mà. Dạ. Lắm ma, lắm cõi ai tôi không biết. Tôi lại toàn tôi liệm giùm không? Ôi ôi. Ây da. Đi liệm giùm ta luôn hả? Ừ. Người ta cho mình ăn. Ngồi lấy cái cục gạch nè. Thôi được rồi chú, để nó đi chú, khỏi con khỏi ngồi vậy được rồi. À, cuối đời sống là 70 tuổi là sống đến giờ là 6 năm hả chú hả? À, bây giờ như thế này nè. Con đến đây thì con cũng tình cờ lỡ đường. Con đến đây con gặp chú. Thì hôm nay con sẽ giúp chú một phần nào. Dạ, con cho có vốn chú đi bán vé số. Dạ, cảm ơn. Và con sẽ giúp chú là 1 triệu. Dạ, cảm ơn. Là chú lấy 100 tờ, chú khỏi cần trả tiền gì hết. Đó là con quá cảm ơn. Và con sẽ giúp chú 200 ngàn là chú ăn uống nha. Dạ. Là thưa cô bác quý anh chị, hôm nay Bùi Hồ đến đây gặp được chú Việt 76 tuổi sống ở màn trời chiếu đất như thế này. Bùi Hồ xin thay mặt anh Tân là Việt Kiều Mỹ gửi ủng hộ cho chú 50 đô. Đây con đưa cho chú 1,2 triệu. Anh này Việt Kiều Mỹ gửi cho chú ha. Dạ. Những hoàn cảnh khó khăn chú gặp là 200 nè, 400 nè, 600 nè, 800 nè, 1 triệu nè, 1,2 triệu. Hôm nay chú coi thấy có người coi chú đúng rồi. À, cũng hay. Hay không? Hay. Hôm nay coi hay thiệt chứ. Coi hay thiệt hả? Coi ông đó coi nói là sao? Ông mà chú lắm. Còn sống dài lắm. Dạ. Cái thứ nhất thứ nhị gì đó. Ngày nay có người lại giúp mà. Có thấy cho tiền đời nọ tao nó giúp quá. Nhưng mà không ngờ này chú lại cho cái này nó giúp này nữa, là cái này mới thiệt tình. Ông nói chính xác rồi. Ông nói biết trước con là đây luôn. Ông có nói hồi sáng mà. Ông nói thầy sư hay chú? Ông cũng ông lắm mà xuống vậy đó. Mà biết coi tướng coi này nọ tao lắm đó. Ờ, nói có một quý nhân giúp chú. À, lỡ ngồi. Rồi cho tôi 50 ngàn. Dạ. Với cái ổn mì. Dạ. Tôi dòm tôi đúng. Anh đã nhiều tuổi rồi? Tôi nói 76 tuổi. Cái mạng chú còn lớn. Chú còn sống khoảng 20 tuổi. Nhưng mà ngày nay có người lại giúp đỡ cho chú. Dạ. Mà thiệt. Mày rõ ràng là có người đi giúp rõ ràng đó. Ừ. Ông là tôi nãy ông tới gáo rồi đó. Ông tới gáo nào? Tới gáo nào chú? Dạ. Nãy ông thiệt tin rồi đó. Nãy rồi đó hả? Ông có nói người đó nam hay nữ không? Không có nói đó. Nhưng mà có một người để giúp đỡ. Dạ. Mình tính ta cho tiền vài chục ngàn, vài chục ngàn đó là giúp rồi. Dạ. Mà không nhờ là bữa nay cháu lại đây. Đó là gõ nét luôn. Mà ông nói này mới nể ông, mới sợ ông nè. Ờ. Là anh ông nói là trong ngày nay luôn. Ờ. Ừ. Hôm nay chú gặp con chú vui không? Vui chứ. Được nhiêu tiền là mừng rồi. Giúp cho chú bán vé số á. Tại vì chú không muốn nợ đời mà. Này thì được 100 tờ số rồi. Dạ 100 tờ còn 200 ngàn nữa chú ăn được rồi. Ừ. Con này quá trời. Quá trời vui vậy đó. Chú có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân là anh Tân là Việt Kiều Mỹ đó, không? Nói chú Tân á. Chú Tân mà có thương tôi thì cho tôi xin chút ít nữa nên mà tôi làm cái nhà kiềm chế tôi ở. Ừ. Vậy thôi. Chứ còn biết nói sao giờ. Dạ. Rồi. Thôi hôm nay con chúc chú sức khỏe nha. Dạ. Cũng tình cờ chú cháu mình có dịp gặp nhau. Con là người Đồng Tháp đang. Không chú cứ để... Rồi chú cháu mình đi ra. Chú ngồi đây bây giờ hay là chú vô? Hay là chú ra trước? Ra ngoài ngồi chơi chút mới ngủ. Ừ. Rồi chú giữ gìn sức khỏe. Cô bác quý anh chị thấy nè. Trên này là một cái tấm bạc nè cô bác quý anh chị. Đó thấy không? Trời ơi trời. Trên đường đi về từ Trần Đề về huyện Cái Sách của tỉnh Sóc Trăng của bác anh chị. Chiếc võng đây chú nghỉ trưa nè. À, ở trong đây là mình đi ra là không người ta không biết luôn á. Ở nhà sau một cái lùm cây luôn thấy không? Thôi, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau. Hôm nay thì cũng tình cờ khi gặp được chú Việt ở đây. Và mình may mắn là
đã hỗ trợ được chú phần nào trong cuộc sống. Con chúc chú một cái sức khỏe nha. À, có dịp nào chú giáo mình sẽ gặp lại. À, cảm ơn nhiều lắm. Dạ dạ, con chào chú. Chú bắt tay mình luôn nè. Rồi rồi, chúc chú sức khỏe nha. Rồi. Thật ra thì lúc trưa thì mình gặp chú ngồi ở bên kia kìa. Rồi buổi chiều thì chú ngồi ở chỗ này nè. Đó, mình tưởng đâu chú không bình thường nhưng mà chú rất là minh mẫn luôn. Và chú rất là thông minh luôn. À, con chào chú về nha. Rồi, cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Yeah.